Ngoài công dụng chính là làm dầu ăn và sản xuất xà phòng, thì cây cọ dầu còn một vài công dụng khác đáng chú ý khác. Đó là quả cọ sau khi đã lấy hạt có thể đem làm ẩm và nuôi nấm. Môi trường và dinh dưỡng để trồng nấm rất thích hợp. Còn cành và lá cọ dừa cũng là loại thức ăn ưa thích của dê. Cảm ơn các bạn đã xem video clip.